Rồi chào anh em nha. Thì bây giờ khách đã chốt một con máy này rồi nha anh em. Đây 95. Máy 95. Máy lớn ạ. Rồi chào anh em nha. Bây giờ bắt đầu lên máy 95 về nhà khách nha anh em. Rồi bây giờ bắt đầu lên máy nha anh em. Về Gia Lai nha anh em. Xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho anh em dễ nhận diện nha.